Quý cô bác tuổi Bính Thìn kính mến, để hiểu về vận trình của mình, ta cần xét theo thiên can và địa chi của người tuổi Bính Thìn. Xét theo thiên can và địa chi của người tuổi Bính Thìn cho thấy, người tuổi Bính Thìn có thiên can là Bính Hỏa, địa chi là Thìn Thổ, do vừa mang năng lượng hỏa, lại vừa mang năng lượng thổ, nên người tuổi Bính Thìn có tính tình rất nóng nảy. Đôi khi có phần cọc cằn nhưng lại nhiệt tình, thật thà, chất phác, dễ giận nhưng cũng dễ quên. Trong cuộc sống của mình, Bính Thìn đối đãi với người bằng lòng chân thật, cuộc đời của con giáp này có nhiều người quý mến, anh em, bạn bè cũng khá nhiều, đi đến đâu cũng dễ gặp được quý nhân phù trợ. Tuy nhiên thời trẻ phải bôn ba vất vả rất nhiều mới có được cơ ngơi, trung vận thì an ổn hơn đôi chút, về già có số phú quý, hiền vinh, tài lộc ùn ùn kéo về nhà, con cháu giàu sang hiền hách. Bước vào năm 2024 âm lịch, năm Giáp Thìn cho thấy, người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, gặp cục diện tương sinh của ngũ hành. Cụ thể là người tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, gặp năm Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa. Mà chiếu theo ngũ hành cho thấy, hỏa lại sinh xuất cho thổ, chính vì vậy mà trong năm công việc, sự nghiệp cũng sẽ gặp được nhiều may mắn, cơ hội ùn ùn kéo về nhà, đi đến đâu cũng có quý nhân chỉ đường dẫn lối, giàu sang phú quý cả một đời. Quý cô bác kính mến, cổ nhân thường nói, mỗi người chúng ta khi mà đến với số mệnh đến với cuộc đời này thì đều sẽ có vận mệnh khác nhau, giàu nghèo sống chết đã có số mệnh định đoạt. Nhưng tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976 cũng vậy, dù là cùng một tuổi, nhưng vận mệnh của mỗi người mỗi khác nhau và ai trong chúng ta thì cũng đều cầu mong cho mình có một kiếp nhân sinh rực rỡ, cầu được đền đáp, cố gắng sau những vất vả ngược xuôi, những vùi dập của số mệnh chỉ mong có một ngày được giàu sang phú quý, an nhàn hưởng cuộc sống, hưởng hạnh phúc bên con cháu, bên gia đình của mình phải không ạ? Thế nhưng, hành sự tại thiên, phú quý do trời, không phải ai sinh ra cũng bất ngờ được may mắn, không phải làm bất cứ việc gì cũng có thể thu về thành công. Bước vào năm 2024 âm lịch, mặc dù cơ hội và may mắn nhiều, nhưng kèm theo đó vẫn là có những khó khăn, vất vả, thách thức đối với người tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Nếu không cẩn thận, nhiều người còn rơi vào cảnh nợ nần túng thiếu, phá sản, mất trắng nếu không biết ba bí mật sau đây. Vậy thì ba bí mật đó là gì? Vận số của người tuổi Bính Thìn sẽ biến động như thế nào? Quý bản mệnh trong năm cần phải chú ý điều gì và làm những điều gì để đón được may mắn, tài lộc về nhà? Ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của video ngày hôm nay. Vạn sự khởi sắc, tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, trúng số độc đắc, trả sạch nợ nần, vàng đeo chĩu cổ, tiền về đầy két trong năm 2024. Đầu tiên là đôi nét tính cách về cuộc đời tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Người tuổi Bính Thìn mang bản mệnh thổ, có tinh thần cầu tiến lại chăm chỉ nhẫn nại, luôn tích cực làm việc, không quản khó khăn, đầu óc tư duy linh hoạt. Nếu tiếp tục nỗ lực thì chắc chắn sẽ giành được thành công lớn, có điều bỏ dở giữa chừng lại là một trong những thói xấu của người này. Người này rất lương thiện, dễ mủi lòng, đây là bản tính của họ chứ hoàn toàn không có chút gì là giả tạo. Tuy họ luôn có mong muốn lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, nhưng tính cách mờ nhạt, không rõ ràng, thế nên thường cuộc sống của họ khá bình yên và tẻ nhạt. Xét về bản mệnh, những người tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, ngay từ khi còn nhỏ đã là một đứa trẻ hiếu động, ham chơi, thích học hỏi, tìm tòi khám phá mọi thứ xung quanh. Đến khi lớn lên, cuộc sống vất vả đã dạy và rèn cho họ ý chí, sự quyết tâm và lòng can đảm để có thể chinh phục được mục tiêu thử thách. Những người tuổi Bính Thìn không bao giờ chịu bó buộc mình trong một không gian chật hẹp, nhỏ bé. Họ muốn vươn tới bầu trời xanh cao rộng để thoải mái vẫy vùng và biến ước mơ của bản thân thành hiện thực. Vậy nên họ đã tự lập từ sớm mà tha hương xa nhà để gây dựng cơ nghiệp. Về sức khỏe, Bính Thìn nên chú ý đến các bệnh về đường tiết niệu và một số bệnh nhỏ khác như cảm cúm, đau dạ dày, nên ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý để giữ gìn sức khỏe. Về vận niên tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, trong năm 2024. Theo các thầy tử vi học, bước sang năm 2024 Giáp Thìn, tuổi Bính Thìn gặp vận niên Long Đắc Vũ, tức rồng gặp mây, tốt. Vận niên Long Đắc Vũ thể hiện cho cơ hội có thể làm mưa gió trong thiên hạ, trong năm bản thân có các công việc tới lúc tiến hành, khó khăn có thể đưa tới vào thời điểm đầu, nhưng càng về sau sẽ càng được lợi tốt đẹp như ý. Bản thân cần kiên trì theo đuổi và không ngừng nỗ lực thì bao khó khăn cũng sẽ dễ dàng vượt qua. Đây là năm có người phá hoại công việc, nhưng lại có người giúp đỡ nên công việc vẫn được như ý. Mối quan hệ bạn bè mới cần suy nghĩ kỹ lưỡng, dễ bị lừa gạt tiền bạc có liên quan tới tình cảm. Xét theo tứ trụ, tử vi của tuổi Bính Thìn,
sinh năm 1976, trong năm 2024. Thiên hỏa, địa hỏa, mọi việc của tuổi Bính Thìn, trong năm 2024 Giáp Thìn không có chiều hướng đi lên. Ngoài ra sức khỏe của Bính Thìn cũng cần để tâm hơn vì không tốt, có thể dễ ốm đau. Luận giải tử vi tuổi Bính Thìn, năm 2024 Giáp Thìn, đóng tại cung Tuất thì chủ về trong năm mọi thứ đều gặp bất lợi. Phương diện tiền bạc của người sinh năm 1976 không được như mong muốn, bị hao hụt nhiều về tài chính và cũng như gặp khó khăn. Về công việc làm ăn của người tuổi Bính Thìn trong năm 2024, dễ có sự thay đổi, cũng như có người phá hoại trong công việc làm ăn. Đối với gia đình thì không được tốt hay gặp thị phi xảy ra mâu thuẫn, ngoài ra về sức khỏe của bạn thì hay ốm đau, bệnh lâu không khỏi. Tổng quan năm 2024 tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Xét về ngũ hành. Theo luận giải, tử vi người sinh năm 1976, trong năm 2024 Giáp Thìn cho thấy, đối với người tuổi này, bản mệnh thổ, năm Giáp Thìn có ngũ hành hòa, có quan hệ tương sinh, rất tốt. Chủ mệnh trong năm Giáp Thìn có cuộc sống vui vẻ, may mắn, có nhiều tin mừng đưa đến. Việc mưu cầu danh vọng cũng được lợi và nếu có dự định đầu tư xuất tiên tiến hành trong năm đều thuận lợi và đạt được nhiều thành tựu như ý. Trong năm 2024, xuất hành đi xa bản thân người tuổi này gặp nhiều may mắn nhờ được sự giúp đỡ từ quý nhân. Xét theo thiên can. Xem tử vi năm 2024, tuổi Bính Thìn cho thấy thiên can tuổi Bính, ngũ hành hỏa, gặp năm thiên can năm 2024, tuổi Giáp ngũ hành mộc, là chủ về bình hòa, công việc của chủ mệnh không có nhiều thay đổi hay khởi sắc và khó có được kết quả như mong muốn. Xét về ngũ hành. Trong năm này của thiên can, có mối quan hệ tương sinh giữa can năm và can của tuổi, vì vậy công việc năm này được giúp đỡ từ quý nhân, hơn nữa nếu mở rộng công việc thì nhận được cát lợi. Xét theo địa chi. Trong năm địa chi của người tuổi này là Thìn, gặp năm địa chi của năm 2024 cũng là Thìn, chủ về thái tuế bản mệnh, được gọi là tự hình năm tuổi. Chuyên gia xem tử vi tuổi Bính Thìn, năm 2024 cho thấy, trong năm Giáp Thìn người tuổi này chủ về thái tuế đáo tụng đình, nên thị phi dễ đưa tới trong công việc hoặc trong cuộc sống. Bên cạnh đó, công việc sẽ đưa tới những thay đổi, đó có thể là mở mang theo tư tưởng mới. Ngoài ra cuộc sống của chủ mệnh cũng có những định hướng nói chung trong năm nay. Xét theo cung phi. Những người tuổi này về cung phi là Càn hành kim, gặp cung phi năm là Giáp Thìn, là Chấn, hành mộc, tương ứng khí ngũ quỷ. Đây là năm chủ mệnh tuổi này có thể mất mát về của cải, sức khỏe chuyển biến không tốt. Theo tử vi năm 2024 của người tuổi Bính Thìn cho thấy, có chuyện thị phi và công việc thì không như ý muốn. Ngoài ra mối quan hệ ngũ hành của cung phi năm và tuổi là tương khắc, bởi vậy công việc trong năm không thuận lợi và sức khỏe cũng bị ảnh hưởng. Khác với tử vi năm 2023, sang năm 2024 là bình hòa về cục diện, báo hiệu công việc làm ăn không có sự thay đổi nhiều. Người làm công ăn lương công việc ổn định còn dấu hiệu thăng tiến hay tăng lương nhẹ vào nửa cuối năm 2024. Do được thiên quan nâng đỡ nên tận dụng nửa đầu năm phấn đấu không ngừng, ắt có ngày gặt hái quả ngọt. Về kinh doanh, buôn bán thì càng về cuối năm càng thuận, tuy nhiên sức cạnh tranh lớn khiến đương số phải suy tính nhiều mà dẫn tới mất ăn, mất ngủ, cơ thể hao nhược. Hợp tác làm ăn có điểm phá hoại do tác động của thiên cầu hung tinh, chủ quan khinh suất là thất bại tức thì, dù bị tam tai kìm hãm. Thế nhưng đơn số được ngũ hành lưu niên tương sinh ủng hộ, nên tài lộc năm 2024 không tồi, thậm chí tổng thu nhập khá hơn nhiều so với năm ngoái. Tuy nhiên, thực thần đồng thời cũng kích hoạt tư tưởng mới, khiến đương số thay đổi cách sống, có xu hướng hưởng thụ nhiều hơn. Theo đó tiền kiếm được nhiều nhưng khó tích lũy vì tiêu hao lớn, đa phần thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Nếu có ý định đầu tư hay đầu tư ngắn hạn, năm 2024 chưa phải là thời điểm thích hợp bởi lợi bất cập hại, có thể bị thua lỗ, khó thu hồi vốn. Thời gian này nên học hỏi được tích lũy thêm kinh nghiệm, vừa làm, vừa học, xây dựng nền tảng kiến thức bền vững, tránh tâm lý a dua theo đám đông. Tình duyên của nam, nữ tuổi Bính Thìn độc thân, năm 2024 mở ra nhiều mối quan hệ cát lành, thúc đẩy nhân duyên vượng, lứa đôi tìm tới nhau, cùng nhau có những trải nghiệm thú vị, đời sống tình cảm vì vậy mà thêm phần phong phú, người đến người đi dập dìu. Về gia đạo trong năm có điểm báo tang sự, do hai hung tinh đưa tới, tình cảm vợ chồng gặp trục trặc sau nhiều mối lo cuộc sống như tiền bạc, công việc làm ăn, sức khỏe, đôi bên không còn học cách chia sẻ, ắt nảy sinh tâm lý chán trường là mối đe dọa cho hạnh phúc gia đình. Năm Giáp Thìn, sức khỏe người tuổi Bính Thìn không đáng ngại, có điều ngũ hành bản mệnh sinh cho lưu niên,
Khí lực vì thế mà tiêu hao khó tránh được các chứng bệnh vặt như cảm cúm, đau đầu, đau mỏi, xương khớp khi giao mùa. Về áp lực công việc, chuyện tiền bạc, con cái là nguyên nhân chính khiến đương số phải suy nghĩ nhiều, bệnh từ đó mà ra. Nếu khắc phục được vấn đề này mọi thứ sẽ dần dần ổn định trở lại. Bên cạnh đó bản mệnh thận trọng khi đi lại và tháng cuối năm hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp họa. Sao hạn tuổi Bính Thìn phạm phải trong năm 2024. Sao chiếu mệnh tử vi nam Bính Thìn trong năm 2024 Giáp Thìn, đó là sao Thái Bạch, là một kim tinh. Tử vi tuổi Bính Thìn nam mạng trong năm 2024 gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh nên làm ăn có thể không được như ý muốn, tiểu nhân quấy phá, tiền bạc cũng hao tán nhiều, thậm chí đưa tới cảnh trắng tay. Quan sự không được lợi tháng 2, tháng 5 hay tháng 8 âm lịch là những tháng xấu nhất, kỵ nhất trong năm, là màu trắng và người mang mệnh mộc thì càng phải cẩn thận hơn. Tuổi Bính Thìn nam mạng, sinh năm 1976, trong năm 2024 gặp hạn tán tận là một đại hạn. Tử vi năm 2024, tuổi Bính Thìn nam mạng gặp hạn toán tận, chủ mệnh nam mạng trong năm dễ ốm đau hay bệnh tật. Đi lại xe cộ cũng cần lưu tâm hoặc hạn chế đi lại, tiền bạc tiêu pha nhiều khoản, khai thác lâm sản trong năm cũng không được tốt, cẩn thận gặp tai nạn. Sao chiếu mệnh, tử vi nữ mạng, sinh năm 1976 trong năm Giáp Thìn, đó là sao Thổ Tú, là một thổ tinh. Sao Thổ Tú chiếu mạng đem đến thị phi, xung khắc, không thuận cho các công việc của người tuổi này. Thua kiện xuất hành trong năm không được lợi, tình cảm của thành viên trong gia đình chủ về bất hòa và sức khỏe kém đi, trong năm Giáp Thìn xấu nhất là tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Còn về sao hạn tử vi của nữ mạng Bính Thìn trong năm Giáp Thìn, đó là sao hạn Huỳnh Tuyền, là một đại hạn. Tử vi tuổi Bính Thìn trong năm 2024 nữ mạng gặp hạn Huỳnh Tuyền trong năm Giáp Thìn thì chủ về trong năm sức khỏe không được tốt, đề phòng bệnh tật truyền nặng và lâu ngày không khỏi, trong năm mưu cầu về tài lộc hay địa vị chức danh có thể không được như ý. Vậy xét năm 2024 này, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 sẽ như thế nào? Xin mời quý cô bác hãy cùng Minh Đường Tử Vi luận giải theo các phương diện dưới đây. Đầu tiên là xét phương diện sự nghiệp, tuổi Bính Thìn. Sự nghiệp của người tuổi Bính Thìn phát triển khá thuận lợi trong năm 2024, nhiều kế hoạch, dự định của bạn đều có bước tiến nhất định. Điều đó giúp bạn cảm thấy tin tưởng hơn vào bản thân và dám tự đặt ra cho mình những mục tiêu cao xa hơn. Đây là thời điểm thích hợp để con giáp này nhìn nhận điểm mạnh và điểm yếu của mình, từ đó có hướng phát triển và thay đổi phù hợp. Nếu biết đánh giá đúng tình hình thực tế, bạn có thể tự lập được những kế hoạch chuẩn xác, có mục tiêu rõ ràng, giúp con đường tương lai của bạn trở nên sáng sủa hơn. Dù là người làm công ăn lương hay làm tự do, con giáp này đều hài lòng với những gì bạn đã đạt được. Bản mệnh một khi đã quyết tâm thì đều làm cho bằng được. Vượt qua các tháng đại hung từ trước, nên tháng này người tuổi Thìn sẽ xuất hiện nhiều quý nhân trợ mệnh, chỉ có cát vận mà thôi. Năm nay công việc hoàn thành thuận lợi, còn là do bạn biết đoàn kết, hợp tác với mọi người xung quanh, đồng nghiệp, bạn bè cũng trao đổi ý kiến và cùng đồng tâm hiệp lực, nên công việc dù có khó khăn tới mấy cũng trở nên thuận lợi hơn hẳn. Tuy nhiên, do tác động của hung tinh, đôi khi bản mệnh sẽ rơi vào trạng thái lo âu thái quá, bạn cần kịp thời trao đổi tâm sự với người khác để thoát khỏi trạng thái tiêu cực này. Nếu có điều gì chưa rõ, bạn cũng đừng ngại hỏi người đi trước, chắc chắn đối phương sẽ chẳng ngại giải thích cho bạn, giúp bạn đưa ra những quyết định chính xác và quyết đoán hơn. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Tuổi Bính Thìn, dưới tác động của cục diện nhị hợp, chuyện làm ăn kinh doanh của người tuổi Bính Thìn sẽ có dấu hiệu phát triển tích cực. Đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh hợp tác làm ăn mở rộng quy mô kinh doanh của mình. Tin rằng với sự chăm chỉ chịu khó của mình, bạn sẽ kiếm tiền về đầy túi khiến cuộc sống được cải thiện rõ rệt. Với người làm đầu tư, bạn cần phải quyết đoán hơn trong công việc nắm bắt cơ hội. Nếu cứ chần chừ, do dự, bạn sẽ để người khác giành mất lợi thế. Hãy tin tưởng hơn vào khả năng của mình. Bạn chẳng hề thua kém bất cứ ai, dù cho công việc bước đầu có gặp trắc trở đi chăng nữa, chỉ cần bạn quyết tâm khắc phục thì dần dần sẽ vượt qua. Đối với người làm công ăn lương, túi tiền rủng rỉnh là nhờ bản mệnh đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, các khoản tiền lương, tiền thưởng nóng là hoàn toàn xứng đáng với những gì bạn bỏ ra. Tuy nhiên, tháng này không chỉ có thu vào mà còn có cả chi ra, tiểu hao cho thấy bạn có thể tốn tiền cho các hoạt động chi tiêu, mua sắm. Con giáp này có thể tự thưởng cho bản thân để khuyến khích tinh thần làm việc, song đừng nên vung tay quá trớn, mua những món hàng vượt khả năng chi trả của mình. Tốt nhất bạn cần để lại một khoản tiết kiệm cho những kế hoạch lớn lao trong tương lai hoặc cho những tình huống bất ngờ.
Xét theo phương diện tình cảm, gia đạo của tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Đường tình duyên là một trong những điểm sáng trong vận trình của người tuổi Bính Thìn trong năm nay. Bạn có những cách ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ, nên đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến, gia đình cũng đầm ấm, giảm mâu thuẫn, cãi cọ. Với người đã lập gia đình, mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày một khăng khít, thậm chí hai người có thể thấu hiểu nhau mà không cần phải nói ra thành lời. Người ấy chính là động lực để bạn đối diện với khó khăn, sẵn sàng thử thách bản thân trong những mục tiêu mới. Khi vướng phải khó khăn, đôi bên cũng có thể lắng nghe, cổ vũ cho nhau, thậm chí cùng thảo luận để đưa ra những phương án giải quyết phù hợp nhất. Dù mệt mỏi tới mấy, về đến nhà bạn cũng cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái hơn hẳn, vợ chồng bạn còn cùng nhau làm các công việc nhà, cùng nhau trao đổi, dạy dỗ con cái bởi đôi bên đều hiểu rằng việc xây dựng gia đình hạnh phúc không phải là trách nhiệm của riêng ai. Với người còn độc thân, bạn đã từ bỏ những suy nghĩ tiêu cực trước đó để hướng về tương lai tươi sáng hơn, bạn dần quên được với tổn thương trong quá khứ và mở lòng trò chuyện với mọi người xung quanh. Xét trên phương diện sức khỏe tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Tuy nhiều phương diện cuộc sống đều có bước tiến đáng mừng, song tiếc là sức khỏe của người tuổi Bính Thìn lại có dấu hiệu suy giảm, bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, cơ thể cũng sẽ mắc phải các bệnh vặt khi thay đổi thời tiết. Có lẽ suốt khoảng thời gian qua, bạn đã làm quá nhiều việc vất vả, nay là lúc bạn nên cho phép mình được nghỉ ngơi một chút. Hãy xây dựng một thời gian biểu khoa học, nghỉ ngơi và lao động cân bằng, đừng ép bản thân làm việc quá sức kẻo đổ bệnh. Trên lĩnh vực tinh thần, bạn cần thường xuyên tâm sự với mọi người, nhất là khi gặp phải bế tắc, quá trình trò chuyện sẽ giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, giảm nguy cơ bị căng thẳng và stress. Quý cô bác kính mến, cùng trong một năm, thế nhưng có tháng tốt, tháng xấu, vận trình cũng thế mà thay đổi. Ngay bây giờ, xin mời quý cô bác hãy cùng Minh Đường Tử Vi luận giải tử vi chi tiết từng tháng âm lịch của năm 2024 Giáp Thìn. Đầu tiên là tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch. Năm 2024, người tuổi Bính Thìn gặp phải cục diện phá thái tuế, nên cần phải chuẩn bị tinh thần đối diện với nhiều điều không may mắn. Tuy nhiên đáng mừng là trong tháng đầu tiên của năm mới, bản mệnh không gặp phải vấn đề nào quá phức tạp, bạn có thái độ làm việc tích cực và nhiệt tình, không sợ khó khăn, vất vả hay đối diện với áp lực, chính nhờ vậy mà bạn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Tình hình tài lộc không có nhiều biến động, mức lương hay lợi nhuận không gia tăng quá nhiều, cần chú ý chi tiêu nếu không muốn rơi vào cảnh cháy túi. Trong mối quan hệ tình cảm gia đạo của người tuổi Bính Thìn chớ xem mình là nhất, tại sao bạn muốn có hạnh phúc trong khi luôn không lắng nghe ý kiến của bất cứ người nào. Chỉ khi bạn hiểu người ấy, biết lắng nghe hơn thì mới có được hạnh phúc đích thực. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch. Tháng 2 âm lịch, người tuổi này phải đối diện với một vài khó khăn trong công việc cũng như cuộc sống. Tình trạng sức khỏe có dấu hiệu giảm sút, nên bạn làm gì cũng vất vả hơn so với mọi người xung quanh. Nhiều việc đổ dồn lên đầu khiến bạn thường xuyên phải chịu áp lực lớn, tốt nhất là nên cố gắng giữ những suy nghĩ lạc quan và tích cực. May mắn là thời điểm này, các mối quan hệ xã giao của bạn đang phát triển khá tốt, bạn có thể hỏi xin sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Thiên tài ghé thăm, cho thấy đây cũng là tháng mang tới cơ hội để thúc đẩy tài chính tăng trưởng. Những thử thách trong thời gian này khuyến khích bạn nỗ lực nhiều hơn, để chứng tỏ khả năng của mình, nhờ thế học hỏi được nhiều hơn, đạt được những kết quả tốt đẹp hơn trong công việc hay mọi hoạt động. Đương số cũng cần lưu ý giữ gìn sức khỏe, không nên giấu bệnh, không nên chần chừ không đi khám, một khi cơ thể có dấu hiệu biểu hiện bệnh tật. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch. Tháng 3 âm lịch, bản mệnh phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối diện với nhiều vấn đề, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp. Bạn thường xuyên lơ là dẫn đến những lỗi sai không đáng có, nếu cứ tiếp tục tình trạng này kẻ tiểu nhân có thể nhân cơ hội để hạ bệ bạn. Chuyện làm ăn cũng không có nhiều điểm sáng, bạn dễ rơi vào trạng thái bị động, phụ thuộc vào người khác hoặc bị người khác lừa gạt, mất tiền. Đây là thời gian thích hợp để bạn nên đầu tư cho các ý tưởng và các kỹ năng liên quan tới công việc, điều này có thể mang đến kết quả tốt, giúp bạn có được sự ghi nhận nơi công sở. Thay vì chờ đợi một sự thay đổi nào đó thì bạn hãy chủ động đón nhận, ví dụ như trong các cuộc gặp gỡ, hãy thử chủ động liên lạc với những người mới chỉ gặp qua một hai lần, đây có thể là cánh cửa dẫn bạn tới một tình bạn hoặc là một cơ hội hợp tác mới. Dịch mã, chủ về dịch chuyển, dự báo tháng này bản mệnh phải di chuyển khá nhiều, nhưng nếu bạn hoạt động hoạt bát, thể hiện được khả năng thì tháng tới đây mới mong gặt hái được thành quả, vì vậy hãy chủ động đón nhận những thay đổi đang đến với mình bản mệnh nhé. Tháng này cũng không mấy thích hợp để xác định mối quan hệ tình cảm, bản mệnh cần bình tĩnh tìm hiểu kỹ về đối phương hơn.
Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch. Tình hình tài chính của người tuổi Bính Thìn có dấu hiệu tăng nhẹ trong tháng này, chủ yếu là nhờ có các tinh chủ về tài lộc chiếu mệnh. Bạn có thể phát tài bất ngờ hoặc là giàu lên nhanh chóng nhờ những công việc tay trái của mình. Bạn nên coi đây là động lực để bản thân tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Đối với người làm công ăn lương, những thành tích đáng mừng của bạn trong sự nghiệp chính là nguyên nhân giúp cho lãnh đạo không ngần ngại thưởng nóng, thậm chí là tăng lương cho bạn. Hãy coi đây là động lực để tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Đối với người làm ăn kinh doanh, bạn có thể kiếm được một khoản tiền lời lãi nhờ những mối đầu tư trước đó của mình. Tháng này tuy khoản tiền nhận được không quá lớn, thế nhưng cũng đủ để khẳng định con đường bạn đi là đúng đắn. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe xuống dốc lại là điều bạn cần phải quan tâm và chú ý. Bạn thường xuyên mắc phải các căn bệnh vặt vãnh dù không nghiêm trọng, thế nhưng lại khiến cơ thể mệt mỏi, tinh thần sa sút. Bạn nên chăm chỉ rèn luyện tập thể dục, thể thao và có lối sống hợp lý để cải thiện sức khỏe của mình. Hãy tiếp tục kiên định đi theo con đường mình đã chọn, không ngần ngại đối diện với những khó khăn, thử thách, thì rồi đến lúc nào đó bạn sẽ đạt được điều mình mong muốn. Tuy nhiên, hung tinh cũng đem đến tác động xấu nhất định, bản mệnh sẽ gặp tiểu nhân, khiến việc làm ăn tưởng chừng thuận lợi bỗng dưng gặp cản trở. Đồng thời bản tính bán tín, bán nghi, thỉnh thoảng chần chừ, do dự cũng có thể khiến bạn bỏ lỡ mất một vài cơ hội tốt. Trước lời ngon ngọt hoặc rủ rê lôi kéo của người không quá thân thiết, bạn cần hết sức tỉnh táo để đề phòng chớ vội vàng nghe theo hoặc là rơi vào cái bẫy của kẻ tiểu nhân. Tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch. Vận trình của người sinh năm Bính Thìn có dấu hiệu cải thiện hơn khoảng thời gian trước kia, bạn dần có thái độ nghiêm túc hơn mỗi khi bắt tay vào công việc. Nhờ thế mà bạn phát hiện ra được những lỗi sai tồn tại từ trước đó và có hướng khắc phục hợp lý. Đương số cũng dần dần lấy lại được lòng tin của người làm lãnh đạo và được giao cho giải quyết những công việc quan trọng hơn. Tuy nhiên, tình hình sức khỏe lại không được tốt đẹp như vậy. Giờ giấc sinh hoạt không có khoa học là một trong những nguyên nhân chính khiến bạn thường xuyên rơi vào tình trạng mất ngủ, đau dạ dày, đau đầu. Bạn cũng thường xuyên mắc các bệnh do thay đổi thời tiết. Chuyện tình cảm vợ chồng vẫn khá u ám, ảm đạm. Bạn và người ấy đang ngày một xa cách vì những bất đồng trong quan điểm sống. Cả hai đều không nên khăng khăng với ý kiến của mình. Hãy học cách đặt mình vào vị trí của người ấy và suy nghĩ cho người ấy. Có thể bạn sẽ nhìn ra một hướng đi mới để khắc phục những bất đồng còn tồn tại. Tử vi tháng 6 năm 2024 âm lịch. Người tuổi Bính Thìn có tháng 6 khá ổn định trên nhiều phương diện của cuộc sống. Bạn tiếp tục kiên trì và hoàn thành những nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Thậm chí bạn còn gặp được một vài cơ hội để thể hiện khả năng của mình, tạo được thêm cơ hội cân nhắc trong tương lai. Tình hình tài chính không có nhiều biến động. Bạn nên dành nhiều thời gian để nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển hơn là vội vàng đầu tư vào một lĩnh vực nào đó. Chuyện tình cảm, trong khoảng thời gian này, người độc thân cũng dần mở lòng hơn với người khác. Bạn có thể cảm nhận được rằng xung quanh có rất nhiều người luôn quan tâm, chăm sóc cho mình. Tình hình sức khỏe của người tuổi Bính Thìn cũng không gặp vấn đề gì quá đáng lo ngại trong khoảng thời gian này. Nhờ vậy mà bạn có thể sẵn sàng bắt tay vào bất cứ công việc nào và cố gắng hết sức để gặt hái thành công. Tuy vậy, bản mệnh vẫn không nên coi thường những vấn đề về sức khỏe, dù có trẻ tuổi thì bạn cũng không nên làm việc quá sức, sinh hoạt không điều độ khiến cơ thể trở nên mệt mỏi. Hãy xây dựng cho mình một lối sống khoa học, ăn uống, nghỉ ngơi, có giờ giấc, đồng thời chăm chỉ, rèn luyện sức khỏe để tăng cường thể lực. Tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch. Kế hoạch trọng điểm của người tuổi Bính Thìn trong tháng 7 âm lịch chính là kiếm tiền. Nhiều cơ hội xuất hiện tới tấp cho bạn lựa chọn. Bạn chỉ cần cân nhắc xem mỗi đầu tư nào phù hợp với năng lực của mình và có khả năng phát triển trong tương lai hơn mà thôi. Nếu cố gắng làm việc đến cuối tháng, bạn sẽ nhận được một khoản lời lãi hậu hĩnh. Công danh, sự nghiệp của những chú rồng sinh năm 1976 khá lý tưởng. Con giáp này có nhiều cơ hội để thăng tiến lên vị trí cao hơn. Cũng có nhiều không gian để phát triển theo con đường mình muốn. Khó khăn, trở ngại cũng sẽ sớm được khắc phục. Cứ cố gắng kiên trì tới cùng sẽ có quý nhân nâng đỡ, kết quả khả quan. Gặp thiên thời, địa lợi, dù đôi khi tinh thần làm việc chưa quá hăng hái nhưng mọi thứ tiến triển khá thuận lợi, ít có phát sinh sự cố bất ngờ. Những người làm công, ăn lương nên tự tin hơn trong việc thể hiện quan điểm, ý kiến cũng như phát huy điểm mạnh của bản thân mình. Làm được điều này, bạn sẽ dễ dàng lọt vào mắt xanh của người làm lãnh đạo, cuối tháng có khả năng được thưởng nóng hoặc được tăng lương. Chuyện tình cảm, có nhiều tiến triển mới, được sự hậu thuẫn của nhiều cát tinh, bản mệnh tự tin trong giao tiếp, khéo léo trong cách hành xử, sức hút cứ thế lan tỏa. Duyên khác giới vượng lên rất nhiều, có lợi cho người độc thân trong việc tìm kiếm đối tượng phù hợp. Sẽ có không ít người thầm thương trộm nhớ bạn, một vài mâu thuẫn,
xung đột hay hiểu nhầm giữa các thành viên trong gia đình đều được giải quyết ổn thỏa. Có điều các cặp vợ chồng kết hôn lâu cần dành thời gian để hâm nóng tình cảm hơn nữa. Tình hình sức khỏe trong tháng cũng cần chú ý, dù không có gì đáng lo ngại nhưng có hung tinh ngũ quỷ xuất hiện nên có thể gặp tai nạn bất ngờ hoặc chấn thương về chân và tay. Đi lại chú ý vấn đề an toàn giao thông để không hại mình, hại người. Tử vi tháng 8 năm 2024 âm lịch. Tháng 8 âm lịch, người tuổi Bính Thìn gặp được nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mọi mặt trong đời sống. Quý nhân xuất hiện có thể mang đến cho bạn nhiều tin vui hoặc là cơ hội để khẳng định bản thân, tạo ấn tượng sâu sắc cho người khác. Bạn cần nhanh chóng nắm bắt cơ hội này, chứ không nên để nó trôi qua một cách đáng tiếc. Tháng này, tài vận của tuổi này có nhiều điều khởi sắc, có tài tinh soi chiếu đều có thu hoạch nhất định, thêm cả sự xuất hiện của thực thần. Bản mệnh có thu nhập tăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh trong tay, thu nhập của bản mệnh đến từ nhiều nguồn và khá linh hoạt chứ không phụ thuộc vào duy nhất một bên nào. Tình hình kinh doanh, buôn bán khả quan, bạn cần nhạy bén tài chính sẽ nhìn ra cơ hội kiếm tiền ở khắp mọi nơi, làm gì cũng có cơ hội thành công, hãy mạnh dạn làm điều bạn có tự tin. Người làm ăn tự do với quy mô nhỏ lẻ có cơ hội để mở rộng quy mô kinh doanh, hứa hẹn thu về lợi nhuận bất ngờ. Lưu ý tiến hành từng bước thận trọng, chậm còn hơn là nhanh ẩu đoảng để nhận lấy thất bại. Trong các mối quan hệ, bạn có thể làm quen được với một vài đối tượng khá triển vọng. Hãy giữ mối quan hệ với những người đó bởi dù không có tiến tới tình yêu thì đôi bên vẫn có thể làm bạn tốt, giúp đỡ nhiều cho nhau trong tương lai. Tử vi tháng 9 năm 2024 âm lịch. Bước vào tháng 9 âm lịch, vận trình của bản mệnh lại trở nên khá ảm đạm, bạn ít gặp được chuyện như ý muốn. Nhưng may mắn là cũng không có điều gì quá xui xẻo phát sinh, bạn cần cẩn thận hơn trong mối quan hệ xung quanh, đừng để kẻ xấu có cơ hội hãm hại mình. Chuyện làm ăn kinh doanh cũng cần cân nhắc kỹ càng, không nên nôn nóng để rồi cuối cùng lại thiệt hại do chính mình gánh chịu. Tinh thần không được tốt cộng thêm cơ thể mệt mỏi mới là nguyên nhân chính khiến bạn sẽ có quyết định thiếu sáng suốt. Công việc bấp bênh, khi có nhiều thay đổi đòi hỏi bạn phải thích nghi, đây là thời gian thích hợp để bạn nên đầu tư cho các ý tưởng và các kỹ năng có liên quan tới công việc. Điều này có thể mang đến kết quả tốt giúp bạn có được sự ghi nhận nơi công sở. Thời điểm này, bạn cần bình tĩnh xem mình mong muốn điều gì, mình nên làm thế nào để có thể đạt được điều ấy, cũng như điều gì mình nên buông bỏ, không nên quá cố chấp khiến bản thân mệt mỏi. Tuy nhiên, về tài lộc của người tuổi Bính Thìn trong tháng này rực rỡ một phần cũng vì bạn biết tích lũy tiền bạc từng chút một, không bao giờ tiêu xài phung phí. Vì lo lắng dịch bệnh kéo dài sẽ khiến công việc bấp bênh, nguồn thu nhập trở nên eo hẹp hơn, thậm chí có nhiều người chủ động chuyển sang tập trung vào kinh doanh online. Và giờ đây công việc buôn bán đã đi vào guồng, nên doanh thu khá ổn định. Đây là cơ hội tốt để hốt vàng, hốt bạc, do đó bạn đừng chần chờ gì nữa hãy chủ động lên nào. Tử vi tháng 10 năm 2024 âm lịch. Tháng 10 âm lịch trôi qua một cách khá bình lặng đối với người tuổi Thìn, công việc vẫn tiến triển đều đặn, nhưng ít có cơ hội để bạn vươn lên khẳng định bản thân. Có lẽ vì vậy mà bạn chỉ nên nghiêm túc và khiêm tốn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vấn đề sức khỏe, dễ xảy ra vấn đề trong thời điểm này, bạn cần chú ý khi vận hành máy móc hoặc khi tham gia giao thông, nếu không dễ phải chịu tổn thương thân thể. Chuyện tình cảm, không mấy yên ổn khi vợ chồng thường xuyên tranh cãi nhau vì những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống. Tử vi tháng 11 năm 2024 âm lịch. Đến tháng 11 âm, tài vận của bản mệnh có dấu hiệu phát triển rực rỡ, bạn có thể nắm bắt được những cơ hội đầu tư kinh doanh đáng ngưỡng mộ, giúp lợi nhuận phát triển nhanh chóng hơn hẳn so với khoảng thời gian trước kia. Người làm công ăn lương cũng có cơ hội nhận được khoản tiền xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra, chỉ cần cố gắng là sẽ nhận được phần thưởng. Về tài lộc, tuổi Bính Thìn có thu nhập trong tháng chủ yếu tới từ công việc chính. Thời điểm này, bản mệnh tốt nhất nên tập trung làm tốt công việc của mình, đừng có đứng núi này, trông núi nọ hay kiêm nhiệm quá nhiều công việc khác. Có điều tài vận cuối tháng giảm sút, kinh doanh hay đầu tư gặp không ít bất lợi, nên tranh thủ tiến hành việc quan trọng từ đầu tháng, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Chuyện tình cảm, có những dấu hiệu phát triển tích cực, người độc thân có thể sẽ được giới thiệu cho những mối có triển vọng. Tử vi tháng 12 năm 2024 âm lịch. Trong tháng Chạp, tháng âm lịch cuối cùng của năm Giáp Thìn, vận trình của người tuổi Bính Thìn không rực rỡ như tháng trước đó, nhưng nhìn chung vẫn ổn định. Bạn nên dành thời gian này để nhìn lại những gì mình đã và chưa làm được trong suốt một năm vừa qua, để rút ra những kinh nghiệm đáng quý. Về cơ bản, sự nghiệp cũng như tài lộc của bạn đều đã có bước phát triển ổn định và rõ ràng. Người độc thân nên cởi mở hơn trong những mối quan hệ xã giao, chớ nên phụ thuộc vào người khác,
Người đã có gia đình thì cần biết bao dung, thấu hiểu cho nửa kia nhiều hơn. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường tử vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.